Chào các bạn, tôi đang đứng tại máy tính Enfast và bên cạnh tôi là một vị khách vừa mới lắp xong bộ cây này. Các bạn thấy là full LED RGB với cả cái vỏ cây là Cougar Conquer. Nghe cái từ Conquer tiếng Việt không hay lắm, nhưng mà cái vỏ cây này gần đây nó khá là phổ biến và rất nhiều người săn đón. Thì hôm nay anh lắp xong bộ cây rồi, thì cho em xin phép được hỏi là anh tên là gì ạ? Mình tên là Huy. Anh cùng tên với em tên là Huy. Mình cũng là Quang Huy. Em là Quang Huy luôn. Không biết là anh tìm đến Enfast qua đâu ạ? Mình thì các bạn bè của mình trên mạng đã từng lắp cây ở đây rồi. Thì đã tư vấn cho mình là lắp cây ở Enfast. Thế thì trong cái quá trình dựng cây ở đây thì từ cái khâu tìm hiểu sản phẩm này, tư vấn này, lắp đặt này, thì anh thấy cảm giác như thế nào? Mình thấy nhân viên tư vấn ở đây rất là nhiệt tình. Và mình đã hỏi qua rất nhiều chỗ, nhưng mà thật ra đúng ra là cái giá cả bên mình và cái chế độ cũng rất chi là mình đã ứng ý. Thì nhân viên tư vấn cho anh tốt không ạ? Nhân viên tư vấn tuyệt vời luôn. Thì điều gì khiến anh chọn cái vỏ cây này và các linh kiện bên trong, thì anh đã có sẵn những cái gì rồi hay là dựng hết từ đầu đến cuối ạ? Mình thì qua tư vấn của bên Enfast, mình đã chọn được một bộ cây khá là ứng ý mình. Tại vì lúc mình bui thì mình đã hỏi qua nhân viên tư vấn bên bạn cái bên anh Long, thì anh đã đưa cho tất cả các mẫu cây đẹp của bên Enfast cho mình lựa chọn. Đấy, ứng nhất là cây này đúng không? Ứng nhất cây này. Em thấy cái bộ này của anh ấy là full đồ của Mary đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Từ main đến cả đồ họa bên tài nhiên của Mary. Phát của em bắt đi mà. Và đây đằng sau đây có laptop nữa, đằng sau mà không dùng cây thì dùng laptop. Và rất hy vọng là anh sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với cả cái bộ PC mới của mình. Okay. Rất cảm ơn anh Huy đã đến với Enfast. Cảm ơn anh.